Thưa các đồng chí và quý vị, nhằm nâng cao nhận thức chính trị cũng như tăng cường củng cố tinh thần yêu nước của các tăng ni Phật tử trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, vừa qua Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Ban trị sự Chùa Đại Tòng Lâm tổ chức buổi tuyên truyền kiến thức quốc phòng an ninh cho các tăng ni đang tham gia khóa an cư kiết hạ tại chùa. Trong chương trình, các tăng ni sinh tham gia được phổ biến các nội dung về đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc tôn giáo, gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới, đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Thông qua hình thức nói chuyện chuyên đề nhằm tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước kết hợp với kiến thức thực tế, các cán bộ trong vai trò báo cáo viên đã tạo sự sinh động thu hút các tăng ni tham gia chương trình. Thì đối với bản thân chúng tôi là một tu sĩ trẻ thì về kiến thức an ninh quốc phòng thì rất là cần thiết. Thì hôm nay chúng tôi đã được các anh chiến sĩ triển khai về khái quát về an ninh quốc phòng thì bản thân chúng tôi cũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được tìm hiểu về một đất nước mà mình đang sinh sống. Thì chúng tôi cũng sẽ đem những kiến thức này sẽ truyền trao cho các vị Phật tử cũng như các tín đồ tôn giáo để chúng ta cùng nhau xây đắp tình quê hương đất nước càng ngày càng bền bỉ và phát triển. Con thấy là mùa hạ nào cũng sẽ phải cần nên có những cái buổi như thế này để mà củng cố cái sự hiểu biết, cái lòng yêu nước của người dân với lại những cái vị tu sĩ nữa. Tại vì Phật Pháp bất ly thế gian giác mà tuy là mình xuất gia nhưng mà mình cũng phải cần phải có những cái kiến thức rất là cơ bản. Việc bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức quốc phòng và an ninh cho các tầng lớp nhân dân được quy định trong Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh là một nội dung quan trọng, góp phần tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.